Anh Trung ơi, phân biệt Zippo thật giả như thế nào ạ? Câu hỏi này rất nhiều người quan tâm. Phân biệt Zippo thật giả là nỗi lo lắng của rất nhiều người khi đang dùng Zippo hoặc chuẩn bị mua Zippo cho mình sử dụng hoặc sưu tầm. Trước tiên để nói về phân biệt Zippo thật giả thì trước tiên để mình nói về cái giá Zippo. Giá Zippo chính hãng bây giờ, những bản Classic đời mới bây giờ có giá thấp nhất cũng khoảng trên dưới 500 nghìn cho một chiếc. Đấy. Thì mình có thể nói với các bạn phân biệt Zippo thật giả, nếu như các bạn định mua những chiếc Zippo mà đang được chào bán 300 hoặc 350 nghìn, được chào bán tràn lan, thì đấy chắc chắn 99% là Zippo fake nha các bạn nhé. Với lại hai nữa là người ta quảng cáo Zippo La Mã giá 350 nghìn một chiếc thì hoàn toàn không có, bởi vì Zippo La Mã bây giờ không có giá như thế, rẻ cũng phải tầm được khoảng trên dưới 1 triệu, hoặc là những bản hiếm bản đẹp sưu tầm đời La Mã thì nó cũng phải từ khoảng 1 triệu cho đến 2,5 triệu, 3 triệu là chuyện rất bình thường. Đấy là nói về giá. Còn thứ hai là vì Zippo fake, Zippo nhái trên thị trường bây giờ nó có rất nhiều loại. Zippo chính hãng thì chỉ có một hãng Zippo sản xuất thôi, nhưng Zippo làm nhái làm giả thì có rất nhiều hãng ở bên Trung Quốc, rất nhiều hãng nó sản xuất, và mỗi một hãng Zippo nó làm nhái sản xuất ra thì nó sẽ có những cái chi tiết gần giống như Zippo thật. Thì để mà nói phân biệt thích Zippo thật giả cho các bạn trên video hoặc là để trả lời thì nó rất là khó, bởi vì mỗi một loại hàng nhái nó lại có những cái điểm nhận biết khác nhau, từ mộc đáy Zippo, từ ruột Zippo, từ bản lề Zippo, từ form dáng Zippo, từ bánh xe, từ chân đồng bánh đá, từ búa cang, từ lưỡi gà, rồi rất nhiều chi tiết để phân biệt được nó thật giả. Cái chuyện phân biệt Zippo thật giả đối với những người bán Zippo chuyên nghiệp hoặc đối với những người chơi Zippo sưu tầm lâu năm thì cái chuyện phân biệt những cái chiếc Zippo hàng fake hàng nhái nó rất dễ dàng, không có gì là khó cả. Nhưng để truyền tải cho chi tiết cụ thể cho các bạn phân biệt Zippo thật giả thì phải có sản phẩm nhái cụ thể thì người ta sẽ chỉ cho các bạn thấy được, hoặc là tôi sẽ chỉ cho các bạn thấy được đâu là Zippo nhái, đâu là Zippo fake. Đấy, nó phụ thuộc vào nhiều cái. Còn nếu mà bạn băn khoăn cái Zippo của bạn đang sử dụng có phải là hàng thật không, có phải hàng chính hãng không, hay là hàng nhái hay fake, thì hãy gửi ảnh chi tiết cho tôi sẽ trả lời cho bạn biết đó có phải là Zippo chính hãng hay là Zippo hàng nhái hàng fake các bạn nhé. Đấy, còn câu hỏi gì liên quan đến Zippo thì các bạn cứ hỏi ở dưới comment, mình sẽ trả lời các bạn vào những video tiếp theo nhé. Xin chào.